tâm tình thành lòng thương nhớ những phút xưa cũng xưa qua qua rồi. Để diễn trợ ngày hôm nay Châu Lương Ca 50 đô, Nguyễn Thị Mận 50 đô, chị Sơn Quy 25, ông bà Nguyễn Minh Tuấn 20 đô, ông Phước Sư đoàn 6 Không quân 20 đô, ông Trần Sơn Hà 10 đô, ông Cai Văn Trung 5 đô, ông Nguyễn Quang Cảnh hội chiến sĩ Fernando Valley 100 đô, Niên trưởng Lê Minh 50 đô nha kỹ thuật, ông Thành Cối 213 20 đô, ông bà Chu A Cầu 100 đô, ông Lê Đình Hữu 50 đô, hội võ bị Nam Cali 100 đô, hội thủy quân lục chiến 150 đô, ông bà Phan Văn Lộc khóa 30 50 đô, hội quân cánh chính Hải Ninh 100 đô, Linda và Phước 50 đô. Xin cảm ơn tất cả các cá nhân cũng như hội đoàn đã ủng hộ. Kính thưa quý vị, để cho chương trình ca nhạc được sôi động và hào hứng, xin mời tất cả các anh chị thưởng thức nhạc phẩm Tình Là Sợi Tơ qua sự trình bày của ca sĩ Xuân Thu. Tại vì mong manh, tình là say tơ.
100 đô. Thành thật cảm ơn các cá nhân cũng như hội đoàn về đồng quân. Rồi em
tăng kêu đuổi nữa. Thiếu quá, sọt cho nó nữa. Rồi, xong rồi. Rồi, 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 rồi. Mười năm lấy
miền Nam Cali ủng hộ 100 đô cho anh hội trưởng Lê Văn Sáu. Và xin giới thiệu có sự hiện diện của ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Liên ủy ban chống cộng sản và Tây Sa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Người là Sạc Ly. Xin cảm ơn quý vị. Bài nhạc phẩm mình trong đêm nay, trong ngày hôm nay mình có một cái buổi picnic rất là vui và để tưởng nhớ lại một số anh hùng, nhất là tại tháng người đồng bào Cùi Dù. Tôi xin gửi quý vị nhạc phẩm Người là Sạc Ly của Trần Thiện Thành. Anh nhớ
Đồ. Hội sinh viên sĩ quan chủ nhiệm khoa 8 72 40 đô. Ông Hứa Trung Lập 20 đô. Chị Lê Giang 20 đô.
Và tôi xin đính chính lại hồi nãy là Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung Cali, chứ không phải miền Nam Cali. Xin thành thật xin lỗi Hội Ái Hữu Miền Trung Cali. Thưởng thức nhạc phẩm do Ban Hợp Ca Không Quân Công Quân Hạnh Phúc. Xin mời tất cả các anh công quân đến